Người đi mà chẳng nói một lời, để anh chơi vơi giữa dòng đời. Lời yêu nay sao quá xa xôi, lời thương giờ này cũng lặng trôi. Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em làm một cái dàn karaoke cho một vị khách ở trong Bình Thuận. Đây là nguyên cái bộ dàn của khách nhé. Thiết bị thì gồm 4 thớt con nhé, 4 thớt này, một con đẩy bãi, một con quản lý nguồn, một con Bosa CS6 và một con mic Zencar. Con mic này còn rất là đẹp nhé. Đấy. Chất tiếng của dòng mic này thì các bác không phải đắn đo rồi. Nói về chất tiếng, nguyên cái bộ như thế này thì kết hợp với một đôi loa full nhập khẩu chính hãng của AV Pro các bác nhé. Con loa này rất tiếng rất là hay, mà đánh bass rất là chịu lực, rất là tốt. Em lựa chọn cái dòng loa cho các bác. Thời gian này và thời gian tới thì em sẽ làm tất cả các loại loa thì em chuyển hết về loa hãng các bác nhé. Và em sẽ lựa chọn cái hãng nào mà trong cái tầm giá hợp lý nhất và chất lượng nhất thì em sẽ làm cho các bác. Đấy. Em sẽ lựa chọn thay cho các bác. Bỏ cái số tiền ra thì mình dùng đúng cái chất lượng. Đấy. Chứ mình không chạy theo thương hiệu các bác nhé. Cái con AV Pro này thì của nó rất là hay các bác nhé, rất là ok. Thì hiện tại thì em sẽ làm cho các bác cái dòng loa này. Sắp tới thì em sẽ làm nhiều về nó. Chất lượng nó rất là ok, rất là hay. Và cái bộ dàn này thì bình thường thì như cái bộ mà nếu như em lắp cái mic khác thì nó chỉ có 15.500.000. Nhưng mà đấy các bác thấy không, chỉ cần thay một cái thiết bị khác là cái giá thành nó sẽ lại cao lên. Mỗi cái một cái bộ dàn máy thì nó sẽ thay đổi thiết bị thì nó sẽ thay đổi giá tiền. Anh nguyên như cái bộ này thì em ghép cho một khách nữa thì đang sử dụng cái loa ôm xịn này. Đấy, dàn chỉ có 3 thớt thôi. Thế nhưng mà giá tiền thì lại cao hơn vì loa nó đắt tiền hơn. Đấy. Còn nếu như mà lắp mic này vào thì nó lại đắt tiền hơn nữa. Đấy. Thế nên các bác, vấn đề là các bác quan trọng là cái chất lượng thiết bị, nó là cái thiết bị gì. Nhưng mà không phải nhìn thấy chồng đống lên nhau mà đánh giá về cái chất lượng, đánh giá vào nhìn vào cái giá tiền, nhìn cái số hàng mà đánh giá vào chất lượng. Đấy, như cái đôi loa này, nếu như em thay bằng cái loa Trung Quốc thì nó lại rẻ đi tầm khoảng hơn 1 triệu đến 2 triệu nữa. Đấy. Nên là cái vấn đề là chất lượng thiết bị nhé. Còn cái bộ dàn này của chị Loan ở Bình Thuận thì chắc chắn là hát sẽ rất là hay chị nhé. Còn bộ trong tầm tiền này mà chị bảo hát không hay nó thì không còn cách nào để mà sửa chữa. Đấy. Em cài cho chị 4 chương trình và chị sẽ có thể gọi chương trình. 4 chương trình thì một là Echo, 2 là Revert, 3 là Echo Revert và một chương trình nữa là chị nghe nhạc. Chị bảo chị thích nghe nhạc, em sẽ cài riêng cho chị một chương trình nghe nhạc chị nhé. Đấy. Bây giờ thì em nói thôi, cái hướng dẫn sử dụng thì khả năng là em sẽ chỉ chị trong một cái video trong Zalo sau, không mất thời gian. Còn đây có 3 nút này, Affect, Mic và Music thì chị có thể tăng giảm ở đây. Đấy. Affect là mang nhại, Mic là tăng giảm mic và Music là tăng giảm về nhạc. Thì cái không gian nhà chị chụp, theo chị chụp thì không gian khá là rộng. Đấy, chị có thể tăng giảm mic, tăng giảm effect tùy theo cái hát của chị. Và chương trình chị sẽ gọi chương trình, em sẽ chỉ cho chị cách gọi chương trình trong một đoạn video trong Zalo. Không, nó sẽ rất mất thời gian nhé. Em tranh thủ em làm cho chị thôi. Còn cái bộ dàn thì tắt mở ở đây. Chị có thể tắt một cái thì nó sẽ tắt hết thiết bị lần lượt. Còn không thì chị có thể tắt lần lượt từng thiết bị một tùy nhé. Đấy. Thì theo em thì cứ tắt ở đây cũng được. Còn bây giờ thì em sẽ hát cho chị Loan và tất cả các bác cùng nghe cùng một đoạn karaoke nhé. Nghe một đoạn karaoke. Em sẽ lại cầm tay em hát cho các bác nghe. Và hôm nay thì em sẽ đi ngược một cái loại nhạc. Một cái loại nhạc mà em chưa hát bao giờ. Mỗi ngày thì sẽ hát một cái thể loại nhạc cho các bác nghe. Cái dòng này thì nó không phải là cái dòng của em. Cái dòng này là dòng nhạc trẻ, mà không phải là cái thể loại mà em ưa thích, nhưng mà em vẫn hát cho các bác. Mục đích chính là chị và các bác nghe được cái tiếng nhạc, tiếng lời thôi. Còn không phải là que giọng hát. Đây là mic của nó đây. Lớp 1, 2, 3. Tiếng mic thì cực kỳ là ok luôn.
chẳng nói một lời, để anh chơi vơi giữa dòng đời. Lời yêu nay sao quá xa xôi, lời thương giờ này cũng lặng trôi. Nhận tin đêm sau sống bên người mà em yêu thương đến cuối đời. Lòng anh như đau thắt đêm mời, làm sao để lệ thôi ngừng rơi. Hôm nay em hạnh phúc rồi, em đã bên người mà lòng em yêu. Em quên câu hẹn câu thề, em hứa với người cả đời. Em hát cho các bác nghe một đoạn thôi nhá. Đấy. Chị Loan và các bác nghe một đoạn thôi, hát rất là nhẹ tiếng luôn. Đấy. Chỉ cần nhích một cái là nó đã bắt rồi. Nhích một cái là bắt rồi, mà đảm bảo là không bao giờ hú được luôn. Bộ này chị hát cực nhẹ luôn nhá, cực nhẹ cực bay. Hiện tại là em đang sử dụng cái con vang này. Tuy nó là vang bãi thôi nhưng nó rất còn là mới nhá. Đấy, và cái chất tiếng của nó thì nói thật là nếu mà dòng X5, X6 thì chỉ có giả lại tiền thôi. Nó rất là hay. Con vang này, và đặc biệt là kết hợp với cái bộ mic này, với cái bộ mic Zenicard này, mic sự kiện thì nó rất là tuyệt vời nhá. Và đảm bảo là bộ này chị hát thì cực kỳ là ok luôn. Còn trong tầm giá này thì chắc chắn là không thể làm hơn được nữa. Và em đảm bảo nó hát rất là hay, rất là nhẹ. Em đảm bảo luôn. Còn tầm này mà bảo không hay nữa là em chịu thua. Đấy. Thì nguyên cái bộ này em sẽ chạy tiếp ngày mai nữa đi. Em chạy tiếp ngày mai, ngày nay là ngày chạy ngày là ngày thứ hai, thứ ba rồi. Em sẽ chạy thêm một ngày nữa xem cái gì nó ổn định, không ổn định thì em chỉnh sửa. Đấy, em sẽ xem nó có ổn định không. Còn nó ổn định rồi thì em sẽ chuyển nhé. Chạy trong vòng 3 ngày mà nó ổn định thì chị dùng khá là ok đi nhé. Thì cảm ơn chị Loan rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả các bác đã thường xuyên theo dõi video và ủng hộ kênh của Thanh Trúc. Bác nào có nhu cầu sử dụng về dàn karaoke và dàn nghe nhạc nhé. Dàn nghe nhạc thì em đợt em về cũng nhiều đấy. Nhưng mà em chưa làm được, rất là bận. Có một số khách gọi yêu cầu lấy mà em nói thật là em chưa thể làm được. Nó rất mất thời gian. Đấy. Nên là cảm ơn chị Loan và cảm ơn tất cả bác nhé. Bác nào nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với Thanh Trúc nhé. Đấy, nguyên bộ dàn đây. Và năm nay thì em sẽ làm nhiều về chủ yếu là làm loa hãng, chủ yếu là loa hãng. Và thiết bị em dùng thì đến 90% là vang số các bác nhé, 90% là vang số. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.